Chưa đi Paris mà định đi. Khi nghĩ về Pháp, Paris là PT có một chỗ là coi như là có một chỗ mình rất là muốn đi cho biết là cái Eiffel Tower. Wow. Thấy trên hình rất là đẹp mà nhưng mà mình muốn tới trực tiếp xem cho nó như thế nào. Và muốn nghe giọng nói của người Pháp nữa. Tại nhiều cô gái rất là thích cái giọng của người Pháp, giống như là ho ho ho, Traversé. Như thế đó. Thì học thêm mấy cái văn hóa của người Pháp, đó là PT rất là muốn. PT muốn chia sẻ cái chương trình sắp tới Bonjour Paris ở Hà Nội, là PT sẽ biểu diễn một cái chiêu rất là tuyệt vời và bất ngờ cho các bạn. Và trước đó mình sẽ khởi động với một cái chiêu này. Đây là cái entree thôi ha. Thì ở đây mình có một chiếc nhẫn, một cái bàn tay bình thường. Mình sẽ đeo này đây, hoặc là mình đeo ngón này. Nhưng mà ví dụ mình đeo ngón này đi, mà mình muốn đổi lại ngón này, mình chỉ búng tay như thế này là nó đổi. Bây giờ PD sẽ mang ngón này ha, mình sẽ cởi ra, mà từ đây mình sẽ luyện lên rồi chụp ngang đây, nó sẽ đi chậm như vậy. Đó. Xem kỹ nha. Thank you and see you on the main course.